Trong thời gian qua, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trẻ em mầm non ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước tạm dừng đến trường, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, thể chất và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được đến trường an toàn, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4726 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và các văn bản hướng dẫn của ngành y tế. Cụ thể, xác định đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, thực hiện vệ sinh trường lớp, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch COVID-19, chủ động báo cáo cấp quản lý giáo dục để trẻ em trở lại trường học. Phối hợp với y tế địa phương xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19, xử lý khi có trẻ em cán bộ giáo viên nhân viên cha mẹ của trẻ em là F0 bảo đảm theo quy định